Đồng tu cái này là đồng tu theo lời của Phật dạy. Lời Phật dạy là sao? Giải thoát giác ngộ là mình phải gạn lọc hết phiền não trong tâm hồn. Mục đích của chúng ta là đồng tu theo giới định và tuệ. Pháp môn nào nó cũng không ra khỏi ba cái quan điểm này. Còn tự chúng ta phân biệt, đây là đạo tràng Pháp Hoa, đạo tràng niệm Phật, đạo tràng thiền, nó là tự chúng ta phân biệt thôi. Nhưng mà chúng ta phân biệt đó để làm gì? Để đi cùng cái hướng, cùng tu giống nhau, phải không? Nhưng mà mỗi cái khác nhau, mà cái phương pháp tu trăm sông nghìn rạch đổ về biển cả, cùng một hương vị là hương vị giải thoát, đạt được trí tuệ. Tu tịnh anh đi hướng này anh cũng tới được giải thoát, nếu như anh đúng theo lời Phật dạy. Anh tu thiền anh đi theo hướng này thì cũng tới Phật dạy, đúng đạt được cái trí tuệ. Anh tu theo bổn môn Pháp Hoa, anh tu theo Hoa Nghiêm tông vân vân, Mật tông vân vân, mà anh đi đúng theo cái hướng lời Phật dạy thì anh cũng đến một cái kết quả cuối cùng, đó là đạt được trí giải thoát, trí tuệ giải thoát của chúng ta. Cho nên trong cái riêng nó có cái chung của nó. Bây giờ trong cái chung này là gì? Tất cả Phật tử chúng ta từ ở mỗi nơi, từ ở các pháp môn khác nhau, trở về chùa Phổ Quang đồng tham dự khóa tu một ngày an lạc. Mục đích của chúng ta là gì? Đồng tu có nghĩa là tìm được sự an lạc trong tâm hồn của chúng ta, cả thân lẫn tâm. Đó là mục đích chính của khóa tu an lạc của chúng ta. An lạc từ ở trong môi ngộ hội trường của chùa Phổ Quang, giữ cái tâm an lạc, giải thoát đó trong gia đình, về xã hội và đi vào trong cuộc đời, đi vào trong trường lớp, đi vào trong cơ quan xí nghiệp, làm việc với một cái tâm hoan hỷ an lạc. Mục đích của chúng ta tu là như vậy, chứ không phải chúng ta tu là phân biệt, tu là phải kéo người này qua hướng mình là không có. Căn cơ khác nhau. Cho nên 84.000 pháp môn tu chúng ta đồng tu, có nghĩa là bạn pháp lữ chúng ta đồng tu là đồng tu theo lời Phật dạy, đồng tu theo giới định tuệ. Đó là lời dạy của Đức Phật của chúng ta. Muốn đạt được trí tuệ thì chúng ta phải thực hành giới. Khi giới đó để làm cho chúng ta gạn lọc tâm phiền não cho nó trong sáng. Khi tâm nó trong sáng rồi thì tâm của mình không dao động trước những cái làn sóng của cuộc đời, gọi là định. Định có nghĩa là không chao đảo. Trước khi chúng ta cầm tiền, phải không ạ? Tiền bạc, vật chất, danh lợi mà chúng ta đứng vào đó, chúng ta không bị đắm nhiễm, vững đứng vững, đó là chúng ta đã có định lực trong người của chúng ta. Mà khi mà cái tâm của con người không bị hoàn cảnh chi phối, tất nhiên huệ phải phát sanh. Cho nên một cái con người mà có tu á, thật sự đi vào đời cũng lăn lộn, cũng quan hệ tình pháp lữ, phải không? Cũng quan hệ tình huynh đệ của thế gian, nhưng họ không bị đau khổ như chúng ta. Các vị thấy hòa thượng của chúng ta tu đâu có tách rời cuộc đời đâu. Ngài cũng lăn xả vào trong xã hội, trong từng cái tỉnh này qua tỉnh khác, để tuyên dương pháp thoại, độ đời, độ sanh. Mà khi cụ dấn thân vào với một cái tâm định lực, cụ đâu có bị đắm nhiễm như chúng ta buồn, vui, mừng, giận, thương yêu, ghét muốn đâu. Các vị có bao giờ thấy hòa thượng chúng ta phân biệt đâu, phải không ạ? Có bao giờ chúng ta nói có hòa thượng nói này có phải tu Pháp Hoa không? Không có thì thôi đi ra. Hòa thượng đâu nói bao giờ, đúng không? Nhưng mà hòa thượng đi đâu, hòa thượng hòa mình vào hết, lắng nghe cái tiếng nói của chúng sanh. Nơi nào cần độ, hòa thượng sẽ độ. Con người nào cần nói, hòa thượng sẽ nói. Và nói rồi hòa thượng đi mà không để dấu vết lại. Có nghĩa để chỉ để lại cái ấn tượng tốt, một cái đức hạnh mà để cho con người ta cảm phục. Để là phải để như thế, đừng để cho người ta tri ân mà hòa thượng đã dạy chúng ta. Cho nên một con người giải thoát đi đến đâu cũng giải thoát, đi đến đâu cũng không bị đau khổ như chúng ta. Người tu chúng tôi cũng là cái người sống là phải tự tu và phải tự lợi và phải lợi tha. Cũng như chúng ta, chúng ta ở đời chúng ta có sự quan hệ xã hội, chúng ta cũng muốn giúp cho mọi người. Nhưng mà cái giúp của chúng ta là giúp ở bên ngoài, không giúp cho chính bản thân chúng ta trước, thì đôi khi chúng ta sẽ bị phiền não. Bởi vì chúng ta giúp bằng cái cảm xúc và tâm phiền não. Còn hòa thượng và những người xuất gia, hoặc là những người nào biết tu, đi vào cuộc đời làm cái vương điền Bồ Tát Đạo,
dựa trên trí tuệ và lòng từ. Hòa thượng chúng ta dựa trên trí tuệ và lòng từ, đi đến đâu không bị dính mắc bởi những cái tình cảm riêng tư cá nhân. Hòa thượng không buồn vì người khác làm hại hòa thượng, hòa thượng cũng không vui vì người khác tôn vinh. Bình thường như thế thì chính bình thường đó là người hiểu được cái lý đạo của Phật giáo chúng ta. Cho nên chúng ta tu theo các vị hòa thượng, đặc biệt như hòa thượng của chúng ta đây, là chúng ta phải hiểu được cái hạnh tu của Ngài. Làm thế nào Ngài đi vào cuộc đời giúp đời mà Ngài không bị phiền não? Chúng ta phải học là học cái đó ấy. Mang danh là tu bổn môn Pháp Hoa là chúng ta phải giữ được cái tri kiến Phật trong lòng. Từ cái tri kiến Phật này để biểu hiện ra Bồ Tát Đạo, hành trì Bồ Tát Đạo. Nhìn phải nhìn bằng Pháp Hoa, có nghĩa là bằng cái sự giải thoát. Nói cũng bằng Pháp Hoa, phải không ạ? Là sự giải thoát. Và hành động cũng hành động theo Pháp Hoa, là sự giải thoát. Hành động nào chúng ta làm mà giải thoát được cái nỗi khổ của chúng ta cho mình và người khác, hành động đó là hành động của một người có biết tu tập trong cuộc đời này. Cho nên cái tình pháp lữ này, nếu như gần 1.000 người trong hội trường Pháp Tu An Lạc này, đâu hẳn là 1.000 người này đồng tu theo chúng ta đâu, đúng mà khác nhau. Nhưng mà chúng ta phải biết cái sự tình huynh đệ này, có nghĩa là ai cũng là con của Đức Phật cả. Đệ tử Phật, Phật tử có nghĩa là đệ tử Phật, là con Phật. Thì cho dù không tu cùng pháp môn, nhưng mà cùng một cái hội trường mà chúng ta theo một cái chủ đề Khóa Tu An Lạc, thì chúng ta phải có sự tôn trọng nhau, chăm sóc nhau, động viên nhau để tu làm sao cho nó đúng hướng của lời dạy của Phật, đúng theo cái quy tắc của Khóa Tu An Lạc của chúng ta. Cô này muốn vỗ tay thôi, cho một chàng pháo tay. Cho nên cái tình pháp lữ mà cái chủ đề mà tình huynh đệ chúng ta phải biết, trong tình huynh đệ này có tình của tỷ muội, hay nói rặt cái tiếng Việt của chúng ta là tình anh em, tình chị em, bao hàm luôn là tình bạn bè. Mà trong tình bạn bè này, giới học Phật của chúng ta phân làm hai, một là tình bạn thế gian và tình pháp lữ, hai cái khác nhau. Nếu ai mà muốn hướng về tình thế gian, làm ơn tu một chút xíu để ứng dụng, biến cái tình cảm thế gian biến thành cái tình pháp lữ. Có nghĩa là nó mang cái nghĩa là chúng ta đi vào trong cái tình huynh đệ của thế gian hoặc là trong đạo, chúng ta vẫn có một cái tâm là từ bi và trí tuệ trong tất cả mối quan hệ ứng xử nhau, không bằng một cái tâm phiền não, bằng một cái tâm cảm xúc để rồi chúng ta gặt hái sự đau khổ. Trong tình pháp lữ này mà không tôn trọng ứng xử theo dạng từ bi và trí tuệ, chúng ta cũng giống như tình huynh đệ thế gian này, cũng phân biệt đối xử, ghét người này thương người kia vân vân, cũng chưa chắc là tình pháp lữ gọi là tốt đâu. Cho nên cho dù tình huynh đệ thế gian hoặc là tình pháp lữ chăng nữa, nhưng mà nếu chúng ta muốn có được cái sự an lạc thật sự, chúng ta phải dựa trên trí tuệ và lòng từ, để trong mối quan hệ đó chúng ta mới có được an lạc. Còn nếu những người nào trong tình pháp lữ hoặc là tình huynh đệ thế gian, bạn bè thế gian, mà chúng ta không dựa trên trí tuệ và lòng từ, chỉ dựa trên cái tâm phiền não, tâm tính toán và cộng thêm cái cảm xúc để ứng xử, thì chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái phiền não khổ đau mãi mãi, nếu như chúng ta không biết tu. Cho nên ở đây ví dụ như hai người ngồi gần nhau mà vô tình ngồi hai người ghét nhau ở ngoài đời, mà vô đây ngồi gần nhau, thì thử hỏi các vị có an lạc được không? Có không? Không có bao giờ. Và bây giờ chúng ta vô đây chúng ta tầm cầu an lạc, nhưng mà chúng ta thích ngồi gần cái bạn này bà này cơ. Nhưng mà bà này lỡ bây giờ ông thầy tạnh nói cô làm ơn cô ngồi bên kia cái nhường cho người khác ngồi đây, thì lúc đó bà này sao? Có an lạc không? Không có. Lúc đó bắt đầu cười như thế này mà trong lòng ông thầy thì vô duyên quá. Đúng không? Chia cắt tình bạn thân của người ta. Bởi vì chúng ta chơi với nhau, chúng ta ái nhau. Ái này có nghĩa là chúng ta quý mến bằng cái tâm không có tu, để rồi khi chúng ta muốn mà nó không được thì chúng ta bị phiền não. Tại sao chúng ta không nghĩ rằng cái thân nhau là, tại sao thân, thân có nghĩa là đồng hợp theo chí hướng, hợp theo cái mục đích mà có lợi mình và người khác, thì đó là người thân của chúng ta. Chứ phải thân là hợp ý, hợp tình là thân.
Hôm nay thân, hôm nay hợp ý, ngày mai, ngày mốt không hợp ý thì còn thân đâu. Cho nên cái thân đó là giả tạm. Cái sự thân thiết đó đâu phải là cái mà Đạo Phật cần thiết đâu. Cái cần thiết của Đạo Phật là hữu duyên thiên lý, năng tư ngộ, mà vô duyên đối diện bất tương phùng. Có duyên thì gặp, mà hết duyên thì thôi. Sống gì thì chúng ta sẽ giải thoát. Cho nên hòa thượng của chúng ta đó, tuyệt đối hòa thượng không phân biệt đệ tử xuất gia ruột hay là đệ tử y chỉ, hay là không phải là đệ tử, hòa thượng vẫn trân trọng. Hòa thượng chỉ biết những người nào có cái khả năng làm việc, có cái chất tu, hòa thượng đều kính quý như là đệ tử cả. Còn ở đây mà chúng ta, hòa thượng còn không phân biệt xuất gia, y chỉ, ruột, mà đệ tử của hòa thượng như những người Phật tử của chúng ta, mà phân biệt thế này thế nọ là coi chừng không xứng đáng là đệ tử của hòa thượng, phải không? Mà cũng không xứng đáng là đệ tử Phật. Cho nên ở đây là tôi hy vọng rằng sau cái tình huynh đệ này, chúng ta hãy sống với nhau bằng cái sự hòa hợp, đoàn kết và tôn trọng nhau, và hãy tìm cho nhau những cái đối tượng để kết thân tình huynh đệ, làm sao cống hiến được cho mình và cho cuộc đời này, và giúp đỡ mọi người khác hợp theo luân lý xã hội, hợp theo cái pháp luật, hợp theo quy tắc, và hợp theo cái sự lợi ích của mình và người khác và cho cộng đồng xã hội, thì chúng ta hãy kết thân, để rồi chúng ta sẽ làm được những cái việc tốt, đóng góp cho cuộc đời này và tô điểm cho cái vườn hoa cuộc đời đầy dẫy những cái hoa thơm và đức hạnh của những người đệ tử Phật. Đặc biệt là pháp hoa, đạo tràng pháp hoa là phải hướng theo cái hương thơm của hoa sen. Và những người Phật tử của chúng ta không tu theo đạo tràng pháp hoa, nhưng mà bản chất đạo Phật chúng ta, hãy làm sao tu ứng xử tỏa ngát cái hương thơm hoa sen trong lòng chúng ta. Đó là Phật tánh, để tỏa hương thơm cho đời. Kính chúc quý vị có được một khóa tu an lạc.